Xin chào tất cả các bạn nhé. Chào mừng các bạn đã đến với video tiếp theo của mình. Hiện tại thì mình đang đi lên nhà anh Sì, anh trưởng thôn Đán Dầu ấy. Hôm nay thì anh Thắng với mấy anh em là đi trước rồi. Hôm nay mình có tí việc bận nên là mình đi sau. Để xem để tít ngoài kia kìa. Mình đi bộ vào đây. Đấy, nhà anh Sì đây. Khu trên nhà anh Sì toàn trồng chuối đây. Đấy, nhà trắng trắng ấy. Mái vô lô đấy là nhà anh Sì. Đây, đây là nguồn nước của nhà anh Sì đây. Chị, em ra chị. Đấy, nước ra nhiều này rồi. Này dẫn vào đây. Đấy, dẫn vào cái chậu này. Đấy, anh Sì là có nguồn nước này là tiện lắm đấy nhờ. Cái này nước sạch đấy. Vâng, nước sạch. Mạch đúng ở trong này ra luôn này. Đấy, mạch này quanh năm suốt tháng là không sợ thiếu nước. Em đi lên trên nhà đi. Chào nhá. Hả? Lạc đường đâu ơi? Đi lạc đường. Đi nhầm đường. Đấy, đây là nhà anh Sì nha các bạn nhá. Mình sẽ đi vào nhà. Đây. Đến nhà anh vừa lát gạch xong rồi. Bóng nhoáng anh Sì ơi. À, từ 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 anh. Từ từ. Đường không đến rồi. Không mời cũng đến. Không mời cũng đến nhỉ. Thôi, em vào chúc mừng anh nhá. Chúc mừng anh. Nói chung là có cháu mới rồi là còn có quà cáp nữa. Thôi cảm ơn nhá. Không có gì ạ. Em là sáng nay thì lên sớm của anh Thắng rồi. Nhưng mà lại có công việc tí nên là mới lên được muộn. Anh Thắng đâu nhỉ? Anh Thắng đâu nhỉ? Thế bắt đầu mới bày mâm lên đúng không? Thế em cũng đến không muộn đâu mà nhỉ? Nào ấy, còn tí không? Thịt xào chín rồi đấy. Mới vào. Em vừa vào. Đây này, còn đĩa không? Đây thịt. Thịt xào gừng như này, cho vào đi. Lạnh quá. Cái kia của anh hôm qua vẻ ấy. Đây là món thịt xào gừng đây. Nên mình bây giờ 1 giờ kém rồi, bây giờ hôm nay mình lên thì nhà anh ấy bắt đầu bày mâm. Đấy, giới thiệu các bạn nha. Đây món canh đu đủ này, lòng xào gừng này, sườn xào này, thịt luộc nhá. Hôm nay hình như là nhà anh ấy mổ lợn. Anh Sì bây giờ nhà đẹp đấy nhá. Cũng chưa được đẹp đâu. Thế đẹp đấy. Đấy, anh lát gạch này sạch luôn. Mùa hè nằm mát. Nhìn trước nền đất kia nó ẩm lắm. Yeah. Bây giờ làm được cái nền này là ngon rồi. Thì anh Sì đẹp. Hôm nay lạnh nhỉ anh Thắng nhỉ? Tự dưng sáng nay em thấy sáng nay đi lạnh phân chết. Lạnh mà. Với em đi em còn đi cả dép lên đây. Hôm nay không kịp đi giày nữa.
Sưởi ấm, sưởi bếp này. Mấy chị đang sửa bếp. Hôm nay là thời tiết rất lạnh luôn. Dưới này thì mấy chị đang rửa bát. Chó này đẹp mà nhờ. Béo. Đây phải chó của anh Xì không? Anh à. Anh Cầu. Cái tưởng chó của anh Xì. Chó của anh Xì. Con này đẹp thật. Chó của Xì cơ kê. Con này hai con này là hai con của anh Cậu. Nào tưởng anh Xì nhiều chó đấy, lần trước lên không thấy. Đấy, với cơm trong bản thì có mấy món đơn giản đấy đâu. Đây là thịt ngan hay thịt vịt đây? Ngan. À thịt gà nhỉ. Em nhìn miếng to to cứ tưởng thịt ngan. Đây gà nhà đấy đúng không? Tán rồi cho tán đi. Tán rồi. Cái gì? Mấy chín rồi. Hai bộ 6, 8, 9 rồi. Lúc nào này xem nó này. Nên này có sao mà. Đây, một mình đây. Mình đây. Chưa đi rồi. Ồ, sao chẳng nhận thấy khó tâm gì mà chứ là ít tay thật. Cái này có cả gan lợn hay sao không? Đấy. Một nửa là thịt gà, một nửa là thịt lợn. Cho cùng vào một đĩa luôn. Cái cam hơi nát đấy nhỉ? Có nát không? Ừ. Cam này anh mua ở ngoài à? Anh gì? Cam mua ở chợ. Ở chợ dưới Kim Linh nhỉ? Trên này bán bao tiền cân? Cho họ đi mua chưa được hỏi bao nhiêu. Thế thôi, không bảo em lấy ở ngoài kia vào. Sáng nay em điện cho anh toàn thuê bao rồi. Điện cho anh thuê bao? Điện số của anh này. À, thuê bao á? Ừ. Số vẫn bình thường thế này. Sao thuê bao nhỉ? Sao em điện anh thuê bao mà? Lúc mình ngồi. À, ngồi là không có sóng á? Sáng nay em điện cho anh mà tưởng là nếu mà đang ngồi rồi thì em không lên kịp ấy. Nên là mới điện cho anh. Hôm nay em cũng vừa đi làm thôi, em vừa về mà. Món thịt luộc này. Lợn bản luộc ấy. Cộng hôm nay là có 2, 4, 6, 8, 9 mâm. Đó là cái
Bây giờ bày mâm xong là mình bây giờ bắt đầu ngồi nhá các bạn nhá. Hiện tại bây giờ đang là hơn 1 giờ rồi. Đấy, 1 giờ mới bắt đầu ngồi ăn cơm này. Cái món này rồi. Anh em trong xóm thì sang đây hết rồi. Anh xin ngồi đây luôn đi anh. Vâng. Đấy. Ngồi, anh ngồi cùng mâm luôn này. Anh thắng quần anh dính cái gì à? À, hôm nay chặt thịt. À, chặt thịt nó bắn vào. Nay em định lên sớm mà lại có tí việc. Giờ anh em mình bắt đầu mời mâm cơm. Ơ nhỉ, còn ai như nhỉ mâm. Đâu anh xuống ngồi luôn đi. Dừng đi đi. Xin mời các bạn nha. Vâng, em xin. Anh Si ơi, em mời anh một tí, chúc mừng anh đi. Đấy, hết mà, đúng một lý. Chúc mừng anh nhá. Còn không ngờ các anh lại còn đẻ ra đến đầy đủ. Đến nhiều thì anh lại sợ anh sợ anh giận thôi. Không ngờ là đông người như thế này chứ. Đông vui ạ. Vâng. Hôm nay bọn em là khách không mời mà đến đây nhá. Tất nhiên rồi. Không có mời vẫn có đến. Thế mới quý chứ anh nhờ. Sáng nay em điện cho anh mà toàn thuê bao. Mày phải mấy lạng nhỉ? Nó không bán nhau thế này đâu. Trên các bếp là chúng tôi ăn cơm. Trước kia anh có ai nói gì? Tranh quý vào các. Anh xì giới thiệu hôm nay anh mổ lợn đấy. Thì hôm nay ăn thử một miếng thịt xem. Miếng ngọt đấy. Cho anh thắng một miếng. Em ăn thử nhá, anh Si ơi. Anh Si ơi. Anh Si ơi. Anh Si. Em xin phép nhá. Đi về à? Về thôi. Thì cơm canh thế nào rồi? No rồi. Bụng to đúng thế này. Không em chơi thôi. Bây giờ em xin phép em về đây. Anh em là bây giờ về. An toàn không? Có chứ, em khăn đi xe được mà, không sao đâu. Yên tâm đi, em thì em đi được mà. Bây giờ anh cứ ở... Không có gì hơn mình an toàn. Vâng, vâng. Ôi, em thì thoải mái, nếu mà trời mưa em mới sợ thôi. Còn gia đình, còn vợ con. Vâng. Còn bố mẹ, còn anh em. Ok anh. Thì
em đi à? Thôi em đi an toàn mà. Bây giờ anh tiếp mấy chú mấy bác đi. Bây giờ em với anh Thắng là cũng là mấy anh em là xin phép đi về thôi. Anh Thắng ngồi uống nước ở ngoài rồi. Nha em xin phép nha. Thôi thế thôi không uống rượu nữa đâu. Rồi rồi ok anh. Nha em xin phép. Em về nha. Yeah. Về thôi nhỉ anh nhỉ. Em có quên gì không nhỉ? Hả? Khẩu trang ấy. Chống Coca-Cola. Ôi, chắc mình xin tạm dừng video tại đây thôi nhá. Hẹn các bạn ở những video tiếp theo. Đấy. Mùa đông không lạnh. Đây là áo mưa chứ anh. Áo mưa là biết của ai cho không? Em không biết. Một anh ở Hải Phòng cho anh nhé. Hôm nay mới biết. Anh nói thì em mới biết thôi. Đúng là áo mưa thời trang mà nhỉ. Thế em tưởng anh mặc áo rét cơ. Ô, đâu rồi? Đủ chưa? Điểm danh. Còn thiếu ai nữa? Kiểm bèn ạ. Đi nó trốn về. Kiểm bèn ạ. Bị bắt rồi. Ê, sai rồi nhá. Hôm nay đi lên bản uống rượu. Em thì chưa sai đâu. Sai rồi. Bù say say à? Bù say say. Bà con cũng vui. Mình. Bạn ở bát này lại bát nữa. Bát này lại bát nữa. Bát nữa lại bát này đúng không anh? Anh Trường hát một bài ở thể hiện ở trên này luôn, trên bản luôn. Nào, anh ra đây anh hát đi. Thế mà. Cuối bản ở đây à? Đấy. Bát này lại bát nữa. Hey. bát nữa lại bát này. Uống để thương để nhớ lời nói. Nhổ cây, nhổ cây anh. Múa cột, múa cột. Mà uống là phải say. Giọng anh Trường hát hay thế mà. Là thế, uống chưa say chưa về. Đấy, anh Trường nha, anh Trường Lý. Bài nào cũng khê khê. Tay tóc vào đuôi ngựa. Con ngựa cũng say say. Chân bước theo chân ngựa, người ta như trên mây. Đấy, say rồi đấy. Vâng. Thôi, anh em thông cảm nhá. Anh em mình say, mình phải hát một tí để cho nó giải tỏa. Mà là cơn khát. Anh em mình trêu nhau thế thôi chứ còn bây giờ anh em mình phải về. Say là phải vui. Phải vui, nói chung là lên bản thì các bạn biết rồi. Lên thì thực ra thì uống rượu thì mình còn đi đường, các kiểu đường đi khó khăn cực kỳ luôn. Nên là cũng phải hạn chế rượu một tí. Nha, xin chào các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Hôm nay may mà trời nắng thì anh em mình mới dám uống thôi. Không trời mưa thì đấy, anh em vẫn đi bộ để xe tất ngoài kia mà. Không ai dám đi đường này luôn.